Diễn viên của chúng tôi đã bắt đầu tiếp cận hai cô bé sinh đôi đáng yêu này. Cô bé có lẽ đang cảnh giác với người lạ nên nhất định từ chối lời mời của chàng trai. Ăn không? Nè, chút cho ăn trái nè. Nè, ăn đi. Nè. Em bị cái ở dưới kia nè. Nhà con đâu? Hả? Và cô bé đầm đỏ này đã hoàn toàn chiếm trọn tình cảm của cả ekip lăng kính nhỏ. Sự dễ thương, ngộ nghĩnh, tạo dáng trước ống kính của bé con đã rơi vào khung hình của chúng tôi. Ồ, cái em ghét con quá. Ngồi thôi không? Hả? Ồ, cái em ghét con không? Mẹ đâu? Trái ngược với hai cô bé vừa rồi thì cô bé này không ngần ngại nhận quả vải và ăn ngon lành. Thời gian này là không còn. Cái này ngon nè. Chàng trai thì cứ vô tư xả rác, còn hai cậu bé thì chẳng màng quan tâm đến xung quanh. Em muốn xả mình tay không? Trước hành vi xả rác thiếu ý thức này, hãy chờ xem các bé sẽ phản ứng như thế nào nha. Hai cậu bé con tỏ ra rất hờ hững và dường như chưa ý thức được hành vi của nam thanh niên này là tốt hay xấu. Sau một hồi quan sát thì hai cô bé này khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Hai bé lon ton nhặt nhanh những mẫu vải, bỏ ngay vào thùng rác. Một hành động nhỏ nhưng không nhỏ chút nào thưa quý vị. Thấy cô lao công xuất hiện thì chàng trai nhanh chóng quay mặt đi. Trời đất ơi! Ai ăn xả rác bừa bãi vậy trời? Ê. Có thùng rác đây mà không có bỏ là sao trời? Thế nhưng các bé đã nhanh chóng chỉ ra chàng trai trước sự cằn nhằn của cô lao công. Dưới đây. Con. Chú đó ngồi đằng kia sao xả được? Trời ơi, ai xả rác bừa bãi vậy nè? Con xả rác hả bé? Chứ ai xả con biết không? Con chỉ cho cô đi. Con nói là cái chú này á hả? Mình uống á, hay là ăn cái gì á thì bỏ vô sọt rác cho nó sạch sẽ, đúng không con? Ừ. Mình có sọt rác kế bên mà không bỏ. Ừ, đúng rồi. Ăn uống là phải bỏ vô sọt rác. Cậu ơi! Hồi nãy chú đó ngồi đằng đây. À, hồi nãy chú ngồi đằng đây hả? Anh gì ơi! Chai nước này của con hả? Cậu gì ơi, sao thùng rác con không bỏ, bỏ dưới này cậu. Con nói chú á là bỏ rác vô đúng chỗ giùm cô nha. Và bây giờ chúng ta hãy nghe xem các bé nói gì về hành vi này nha. Chú cho con, chú sẽ rác lùm lùm, chú không chịu bỏ rác. Mình nhắc chú là không chú sẽ rác vô thùng rác. Rõ ràng với các bé từ 4 đến 6 tuổi, các bé đã bắt đầu có nhận thức hành vi xả rác là không đúng. Mặc dù chưa biết xả rác có ảnh hưởng như thế nào với môi trường xung quanh, nhưng có bé đã biết tự giác nhặt rác bỏ vào thùng. Có thể thấy thì hành vi của người lớn đã có tác động rất lớn đối với nhận thức non nớt của trẻ.
Và bây giờ chúng ta hãy đến với các bé ở độ tuổi lớn hơn và chờ xem các bé sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống này nha.